Hồng Khanh, con gái út nghệ sĩ ưu tú Triệu Xuân từng được khán giả biết tới lần đầu tiên qua cuộc thi giọng hát Diệp Nhí 2013. Bẵng đi một thời gian, Hồng Khanh hiện tiếp tục lọt vào tầm lưu ý của công chúng bởi nhan sắc dễ thương vượt trội. Khác với cô chị Hồng Mi sở hữu vẻ đẹp đúng chuẩn đàn bà Hà Thành, Hồng Khanh mang nhiều nét sắc sảo, hiện đại hơn rất nhiều. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Triệu Xuân đã chia sẻ hình ảnh cùng ông làng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và con gái út Hồng Khanh tại sự kiện. Ngay lập tức loạt ảnh này hấp dẫn sự lưu ý lớn từ dân mạng bởi vẻ sang chảnh của Hồng Khanh. Diện chiếc đầm bí mật hợp lứa tuổi, trang điểm đậm, búi tóc cao đầy cuốn hút đã giúp Hồng Khanh tạo tuyệt vời đặc biệt với khán giả. Mặc dù trước đó, Hồng Khanh từng nhiều lần đăng tải hình ảnh trang điểm nhẹ nhàng khoan nhan sắc gây yêu đương nhớ, nhưng phải tới bây giờ khán giả thế hệ được thấy một phong cách hoàn toàn khác của cô. Nhất là ở hình ảnh chụp cùng bố mẹ, Hồng Khanh còn được nhận xét sở hữu gần như toàn bộ nét đẹp của nghệ sĩ ưu tú Triệu Xuân. Nếu chỉ nhìn qua khoác ai nghĩ cô thế hệ 15 tuổi. Trang điểm đậm, lên đồ chỉnh chu đi sự kiện cùng bố mẹ, Hồng Khanh đủ làm người đối diện mê mẩn bởi nhan sắc không thể xem thường. Con gái út nghệ sĩ ưu tú Triệu Xuân được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Trước đó, Hồng Khanh từng nhiều lần được khen bởi nhan sắc và phong cách nổi trội.